220.000 đồng cho mỗi ngôi sao đèn LED là mức giá rẻ nhất, còn cao hơn có khi lên đến 60 triệu đồng cho mỗi ngôi sao. Chỉ còn vài ngày nữa là Giáng sinh, những người thợ đang luôn tay khéo léo hoàn thiện những ngôi sao đèn LED. Ông Lương Vĩnh Cửu ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh là chủ xưởng sản xuất và cũng là người đưa ra ý tưởng làm nên những ngôi sao đèn LED như thế. Ông chia sẻ bản thân đã gắn bó với công việc này từ khi còn là sinh viên. Thời điểm đó ông vừa học vừa làm để bán trong dịp Giáng sinh. Đến nay ông đã sở hữu một xưởng sản xuất nhỏ với diện tích 1.500 m². Ông Cửu chia sẻ xưởng của mình đã bắt đầu hoạt động từ giữa tháng 2 năm 2023, duy trì với số lượng nhân công khoảng 20 người, thời điểm nhân công cao nhất là khoảng 40 người, đợt tháng 8 năm 2023 đến tháng 9 năm 2023. Cái số lượng năm nay mình chuẩn bị tầm được khoảng 35.000 sản phẩm, và đến bây giờ đạt được gần 25.000 sản phẩm đến ngày hôm nay, và mình tự tin là sẽ đạt được khoảng 30.000 sản phẩm. Hiện tại ngôi sao giá trị lớn nhất ở nhà mình đang làm theo cái cách đại trà, không phải đặt hàng, là 60 triệu đồng. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, đối với nhiều mặt hàng trang trí Giáng sinh, sức mua có giảm, nhiều chủ tiệm gồng lỗ. Tuy nhiên, ông Cửu tự tin, xưởng vẫn sản xuất tốt, sức mua tuy giảm nhưng không kém phần so với các năm trước. Theo như mình nghĩ thì mặt hàng Giáng sinh thì nói chung ấy, thì nó toàn bộ đồ trang trí rồi nó nhiều lắm, thì chắc chắn là sẽ giảm so với năm trước. Nhưng riêng về mặt hàng ngôi sao như mình đang xuất xa thì mình thấy rằng sẽ không giảm so với mọi năm. Bởi vì là cái mặt hàng ngôi sao này nó mang nhiều cái ý nghĩa của tâm, của cái lòng đạo đức, lòng đức tin hơn. Thì mình nghĩ là người ta sẽ vẫn cứ trang trí như bình thường. Mặc dù có thể là người ta về nhu cầu có thể năm nay người ta sẽ mua một ngôi sao lớn hơn, nhưng mà chắc chắn là người ta sẽ vì khó khăn một chút thì người ta sẽ mua một ngôi sao nhỏ hơn, chứ mình không nghĩ là những người ta sẽ bỏ trang trí. Với nguồn khách hàng quen thuộc, ông Cửu cho biết không phải lo lắng quá nhiều đến đầu ra, sản phẩm được bán hầu hết tại các tỉnh thành trên cả nước. Về nhân công, ông Cửu cho hay những người thợ phải thật sự cẩn thận và tỉ mỉ mới có thể gắn bó với nghề, trong đó công đoạn kiểm tra các mối hàn trên đèn và ghép bao mạch cần phải kỹ lưỡng nhất. Anh Ngô Ngọc Truyền đã gắn bó với xưởng hơn 10 năm nay, anh cũng đã đúc kết cho mình nhiều kinh nghiệm trong nghề. Làm ra một cái đèn rất là nhiều công đoạn chị ạ. Trải qua nhiều công đoạn từ phôi, xong rồi cắm bóng, đi điện đấu dây vào, xong rồi mới ghép, mới vô hậu, hoàn thành một cái đèn. Tỉ mỉ nữa chị, còn tỉ mỉ cẩn thận, khi mà cắm bóng vào cũng phải cẩn thận, lộn bóng. Vâng, với lại, ví dụ như đấu điện rồi mình cũng phải cẩn thận, tỉ mỉ một tí, không thôi bị chập. Làm đây thì ban đầu vô thì mình chưa biết, thì người YouTube đó cũng hướng dẫn mình cho mình làm cũng hoàn thành. Có gì sai thì cái số anh em người YouTube đã nhắc nhở mình làm đây là hy vọng năm nay Giáng sinh thì cũng vui vẻ cho Giáng sinh nhiều hơn nữa. Năm tới thì cố gắng làm nhiều cái nhiều cái mẫu đẹp hơn nữa cho bà con Giáng sinh nghe nhau.